Và với giải pháp này thì chị Linh sẽ được hoàn toàn yên tâm khi có một quỹ chăm sóc sức khỏe, bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm. Và nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo thì khách hàng sẽ được tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân bởi Hội đồng Y khoa Quốc tế. Dịch vụ này được chỉ dành riêng khách hàng của AA mà thôi. Và chất lượng cuộc sống của gia đình mình luôn luôn đảm bảo dù có biến cố gì xảy ra chăng nữa. Và đặc biệt là nếu như khách hàng sống vui, sống khỏe thì sẽ có ngay một quỹ hưu trí an nhàn trong tương lai. Và với gói giải pháp này thì sẽ bao gồm hai quyền lợi cơ bản của bảo hiểm nhân thọ, đó chính là quyền lợi về tích lũy cho tương lai và quyền lợi về bảo vệ. Thì với cái quyền lợi bảo vệ của mình đó chị Linh, thì mình sẽ có hai giá trị nổi bật. Đầu tiên là cái giá trị về an tâm vượt qua bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo. Chị Linh sẽ có ngay một tài khoản trị giá 700 triệu nếu như chúng ta không may mắc phải bệnh ung thư, và tài khoản trị giá 400 triệu nếu như chúng ta không may mắc phải bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn sớm. Và với cái giá trị bảo vệ tài chính gia đình trước mọi rủi ro thì chúng ta sẽ có 4 quyền lợi cơ bản. Đầu tiên là một quỹ bảo vệ tài chính khi tử vong hay tai nạn lên tới 3 tỷ. Một quỹ bảo vệ tài chính khi tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn lên tới 1 tỷ 2. Một quỹ bảo hiểm thương tật do tai nạn tùy theo tỷ lệ thương tật lên tới 300 triệu. Và cuối cùng là một quỹ hỗ trợ chi phí nằm viện 400 ngàn mỗi ngày. Và nếu như chúng ta nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt sẽ là 800 ngàn mỗi ngày. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như mà những biến cố này chúng ta không xảy ra, hoặc là chúng ta xảy ra với mức độ rất là nhẹ, thì trong quá trình chúng ta sống vui, sống khỏe cùng với công ty bảo hiểm AA, thì nếu như chúng ta tích lũy khi chúng ta 30 tuổi với số tiền là 18 triệu và tiết kiệm trong vòng 15 năm, thì chúc chặn ở năm 60 tuổi, tài khoản tiết kiệm của chị Linh sẽ là 616 triệu. Chúc chặn ở năm 70 tuổi, tài khoản tiết kiệm của chị Linh sẽ là 1 tỷ. Và nếu như hợp đồng đáo hạn thì số tiết kiệm của chị Linh sẽ vào khoảng là 5 tỷ mốt. Đây có thể là số tiền cho chúng ta có thể là an nhàn vui sống tuổi hưu, cũng như chia sẻ với con cháu chúng ta sau này ạ. Tức là vừa được bảo hiểm mà nếu mà không có chuyện gì thì đến năm tuổi già thì Linh được những cái khoản tiền này tùy vào thời điểm mà Linh cần, đúng không? Dạ chính xác ạ.